Khi đặt bút tôi viết về cuộc đời tôi như một bức tranh cả khối khác màu, hòa lẫn vào đó anh ngó nhìn tôi đầy bất hạnh. Tuổi thơ ngày đó tôi đâu có cuộc sống từ nhỏ tự mình lo, nhìn thấy bạn bè ai cũng đến trường, đôi khi ước mơ được bằng nó, được nghe lời giảng của thầy cô, được cha mẹ đưa đón đi học, được đôi bàn tay mẹ lau khô những giọt nước mắt khi tôi khóc. Là lúc mệt mỏi như thế này tôi chỉ muốn được gặp mẹ thôi, để mẹ yêu thương ôm tôi vào lòng, động viên tôi bằng những lời nói. Tiếp trên con đường phía trước, mẹ tin rằng con sẽ vượt qua, con trai của mẹ phải mạnh mẽ lên, khó khăn sẽ không là gì cả. Mẹ tin rằng con sẽ làm được, mẹ đợi đến lúc con thành công. Những lời mẹ dặn nghe chưa con ngoan, đừng để cho mẹ phải thất vọng. Nhưng mà mẹ à, đến ngày hôm nay con không làm được như mẹ mong. Ở trên cao đó mẹ nhìn xuống con, chắc là mẹ đau đến xé lòng. Xin mẹ đừng khóc vì con, chọn đời con mang tội bất hiếu. Từ đây cho đến ngày con chết đi, vẫn không xứng đáng được mẹ yêu.